À, chào cô chú anh chị nha, em còn một cái bếp ga. Nhấn nút vào ok. Này là khó, nó có khó nút. Khó là để khi mà mình đi ra khỏi nhà mình tránh trẻ em nó dùng đó. Thì mình khó, đừng có chỉ nó ha. Thì mình cứ gạt qua xong rồi nó đôi lúc nó nhấn không được. Ba lô ma nha. Này mấy cái nút đáy đồ bọc đánh lửa ngon hết nha cô chú chị. Chỉ là chưa vệ sinh với lại chỉnh trên lửa thôi. Chưa vệ sinh trên lửa. Cái chỗ cái để bắt cái nồi lên có đầy đủ nha. Nhưng mà nó không có cái đèn của chú chị. Cái nắp nó che ở trên này. Có một cái nắp mà có hình lưới lưới như mấy con kia, nhưng mà cái loại này nó dài mà em tìm không không có, tìm ra hết mà không còn hết, thiếu. Nhưng mà đường cái nó còn cái tấm lưới, nó còn cái tấm lưới này nên là nó vẫn sẽ che được bụi những cái rác nó rớt vô. Về mình mở hai con ốc này ra rồi mình lấy cái tấm lưới ra mình chà nha. Cái này hỏng nó đồ còn rất là mới nha cô chú anh chị. Cái này là cái vỉ. Vỉ là nướng ha. Là nướng ở đây cô chú anh chị. Còn đẹp nha. Này chưa vệ sinh đó. Về mình lau chùi mặt men nha, mặt men. Còn này thì nó hơi ẩm ẩm này, nó có những lớp băng keo của cái kiểu như cái con này nó có cái bọc, nó có cái bọc bọc như bọc bong bóng mà Nhật nó để lâu năm, để bãi lâu năm ấy cô chú anh chị. Cái nên nó ẩm ẩm gì nó dính keo keo gì về mình lau chùi ra nha. Chứ nó còn khá là mới. Bếp bật bình thường hết nha cô chú chị nha. Để coi cái ở dưới đây nè, coi dưới cái đế quyển sách chứ, quyển sách không giỡn đó. Còn khá là mới. Bếp này em để cho 1 triệu, 1 triệu 4 nha cô chú chị nha. Rồi, cái bếp này em để cho 1 triệu 4 nha. Đó. Xài dùng mà để mình cảm nhận cái loại cái hàng bãi này nó như thế nào. Các chức năng nó đều hoạt động nha cô chú chị nha. Đó. Chỉ qua là về là mình vệ sinh cho nó sạch rồi mình chỉnh cái ga ra để cho lửa nó xanh, để nó tiết kiệm, để cho nó không bị đen nồi, không bao ship nha. Đó, 1 triệu 4 không bao ship.